Trời đang nắng tự sưng lại mưa. Mùa đông liệu đã về chưa? Hay là anh đang mang mặt trời đi mất? Cà phê đang tặng đăng mà em vẫn em rằng ngon thật con. Rằng em đây chỉ thích đồ ngọt. Tại sao hả? Để nói em nghe nè. Em chỉ mới đến đây nên đâu có biết được anh là ai. Anh đã đi theo em được lâu mặc dù anh biết điều đó là sai. Môi em như mật ngọt, giọng em nói như tóc và tai. Ngày hôm qua em xin thêm đường, ngày hôm nay em có được anh. Có thể cho em muốn bước vai, giữ lời tình yêu cầm một vai. Cho số điện thoại vào hôm nay nè, đợi lời còn hẹn cho ngày mai. Anh phải chờ thêm bao nhiêu lâu cho đến khi tiêu nhau về lặng im giữa hai ta không nói ra. Vậy từ giờ đây sao đã không cả nhìn tới ta đang mong đợi tình yêu ta xanh tươi như đóa hoa. Em gửi ly đến đa công đường vì anh gửi em ngày mai được không? Đi qua bao phố phường như trời nào có ngược gió ngược sông. Anh muốn nói đó là em đẹp hơn anh bất cứ ai. Từ hôm nay em là số 1, còn gửi anh là yêu thứ 2.